cô lái chuyên nghiệp lắm nha cô bác quý anh chị. Mấy mươi năm làm nghề lái đò trên sông Hậu này. Kìa một cái chiếc ghe nhỏ nhỏ lên đên trên đó. Dạ, ở đó bán bún cá. Này mà đi mà phải cái bụng mà đói thì đói ăn hết lên trên đây luôn. Một dĩa bao nhiêu tiền cô? 20 ngàn. Cô bán cho con một vỉa dĩa với 20 ngàn gồm có thịt với lại hộp vịt kho. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ phải dậy từ rất là sớm, từ 5 giờ. Bùi Hồ đang ở chợ Long Xuyên của thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Và hôm nay Bùi Hồ thức sớm như vậy là vì Bùi Hồ được một người anh ở đây hướng dẫn. Bùi Hồ chỉ là nói là ở đây có chợ nổi Long Xuyên rất là lâu đời, và cách cái thành phố Long Xuyên này không xa, thì mình phải di chuyển bằng tàu, mướn tàu của một cô ra đó để mà quay cho cô bác xem về những cái mảnh đời lên đên trên chợ nổi Long Xuyên, bán đồ ăn ở trên đó. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hành trình thôi. Và đây là cái mé vồn của chợ Long Xuyên nè. Thì để đi được đến đó thì Bùi Hồ phải đi qua một cái bến đò, gọi là cái bến đò Ô Voi Cũ đó. Gửi xe bên đó và xuống tàu đi. Cô bác quý anh chị thấy ở đây thì giờ này mọi người cũng chưa có thức dậy sớm nhiều. Giờ này tầm khoảng 5 giờ mấy thôi. Nhưng mà vào cái tháng này thì 5 giờ mấy thì bầu trời nó cũng đã sáng rồi. Ở đây là cái khuôn cảnh chợ Long Xuyên. Ở đây thì có chợ Long Xuyên này, có chợ đầu mối trái cây với rất là nhiều mặt hàng trái cây nổi tiếng. Các mặt hàng cá rất là nhiều. Đó, mọi người bán cá, gầu. Chợ đồng bằng sông Cửu Long mà. Còn đây là cái cô lái đò cho Bùi Hồ đi lên chợ nổi. Chợ này có lâu đời chưa cô? Lâu rồi, chợ nổi mình hồi đó tới giờ rồi. Dạ. Nó khoảng bao nhiêu năm rồi hả cô? Có mấy chục năm nay đó. Con ở đây mà con không biết. Biết sao, tại vì hồi lúc đó chợ nổi mình là nhớ ở đây nè, Mỹ Bình mình nè, rồi sau này giờ xuống năm 97 tới giờ luôn. Dạ. Ồ, vậy là cũng giờ xuống đó là khoảng 20 mấy năm rồi. Cô làm nghề lái đò đưa khách ra vô gì lâu chưa? Lâu rồi. Tại vì lái thì lúc đó nghĩ đi cô mới có 20 mấy tuổi rồi đó. Mà giờ tới năm mấy tuổi, mấy chục năm rồi. Cô hiện nay 50 mấy rồi. 50 mấy rồi cô? 53 rồi. 53 à. Cô là chỉ chở khách không hay là chở hàng nữa? Chở hàng quá luôn hả? Chứ có chở khách không? Dạ. Mấy cái chiếc phà này là những cái chiếc phà cũ. Bây giờ nó còn không còn hoạt động nữa, tại vì nó đã có cầu rồi. Và đây là những cái chiếc đò vào buổi sáng. Cô lát nữa mình có thể đi một trong những cái chiếc đò này. Dạ cô, mình đi chiếc nào cô? Chiếc bên đây hả? Cái này người ta kêu là chiếc tàu mà. Dạ. Chiếc đò hả cô? Tàu là chiếc kia. Dạ. Cô làm nghề lái đò 20 mấy năm rồi? Ba mấy năm. Cô tên gì? Gết. Cô Gết hả? Cô chỉ làm nghề này thôi hay sao? Làm nghề này không à, được đó. Dạ. Thu nhập của mình đủ sống không cô? Được. chạy ra ngoài sao đây? Quay cô lấy đò. Cô quay được luôn á. Dạ quay. Máy này máy D6 hay vậy cô hả? Máy này máy Kuwata. Lúc đầu thì cô có biết quay không? Sao cô không làm cái đò nhắn nhấn cho nó khỏe? Tại vì mình chở hàng quá nhiều á. Nhiều khi mình chở khoai, chở này chở kia lần mấy mấy tấn lần. Vậy hả cô? Mỗi ngày cô chạy được bao nhiêu tiếng? Dạ. Có được gì nè. Có
thôi. Còn bao nhiêu là cô ăn ở tiệm hay là ăn ở ngoài kia? Ở đây cô 50 mấy tuổi lái một cái máy rất là nặng á. Bình thường thì không lái được đâu. Siêu chị đó dở một cái dây lên giùm đó. Ở đây thì tổng cộng là bao nhiêu được chiếc đò như thế này cô? Mấy chục chiếc. Nhưng mà bao nhiêu người nữ lái giống như cô? Sáu bảy người nữ. Dạ. Sao cô không truyền lại cho con cô lái để mà cô nghỉ ngơi? À dạ. Rồi. Rồi bây giờ cô đưa con ra ngoài chợ nổi nha. Dạ. Vì cô làm nghề đưa khách với lại hàng hóa ra ngoài kia nên cô phải làm những cái dãy băng ghế giống như vậy để cho khách có thể ngồi lên đây được. Người ta gọi đây là chiếc đò, tức là nó nhỏ hơn cái chiếc tàu. Ở đây là một cái gọi là cái bui để mình có thể ngắm cảnh ra ngoài kia. Thì bui hồ mục đích ra đây á, là để biết về chợ nổi của thành phố Long Xuyên. Và mục đích thứ hai là tìm về những cái cô chú anh chị mà sống lên đên trên sông nước như thế này, bán những cái dĩa cơm tấm hay là những ly cà phê ngồi uống ở trên sông. Không phải là đi đến đây để du lịch mà muốn tìm hiểu về cái hoàn cảnh và cuộc sống của họ. Sông nước miền Tây là như vậy, ghe tàu cứ chạy tấp nập liên tục mà không nghỉ. Rất là nhiều đó là cũng là một cái chiếc đò chạy ra. Đến đây vào buổi sáng sớm nên ở ngoài đằng kia cái mặt trời nó mà cái màu đỏ rất là đẹp luôn. Người ta gọi đây là một buổi bình minh trên sông. Đó là cái chiếc Bắc Phà An Hòa nối giữa hai huyện. Bên đó là chợ mới của An Giang, còn bên đây là thành phố Long Xuyên cũng của An Giang luôn. Chiếc phà đó thì một ngày đưa rất là nhiều chuyến và đưa luôn được cả những cái xe khách có tải trọng lớn. Sông nước tấp nập như thế này mà cô lại là một người nữ mà lái những cái đò xuôi, đò ngang nó cứ chạy liên tục gì, nhìn có vẻ cũng rất là nguy hiểm chứ không phải là đơn giản đâu. Nhìn cái cảnh hoàng hôn với lại ló dạng ở chiếc tàu nhìn đẹp ghê luôn. Đứng lái đó nhìn miền Tây ghê không? Đây nè, những cái chiếc phà ngang. Mọi người muốn qua thành phố Long Xuyên thì phải đi đường này hoặc là cầu Dầm Thống mới xây cách đây cũng không lâu. Đó là những cái chiếc tàu, đó là những cái chiếc tàu nó dùng để kéo cá. Chuyên nghiệp lắm nha cô bác quý anh chị. Mấy mươi năm làm nghề lái đò trên sông Hậu này. Ôi, sau một thời gian khoảng 5 đến 10 phút gì đó, cô lái chiếc tàu đò của mình đã chở Bùi Hồ ra được tới ngoài chợ nổi Long Xuyên này. Ở miền Tây thì nhiều người cũng không biết chợ nổi này lắm đâu, tại vì nó cách xa thành phố trung tâm khoảng chừng 3-4 km gì đó. Nhưng mà mọi người ở đây người ta chỉ bán hàng sỉ thôi. À, còn cô đó đó bán cà phê hay gì kìa. À, cô đó bán cà phê đó. Chị bán cà phê hay chị? À. Còn đây là những cái chiếc tàu mà chở hàng trái cây đồ lên để lên trên chợ trên kia bán. Ở đây một hoạt động mọi người ở trên sông tấp nập ghê không? Ôi nhìn cảnh ở trên sông này vào buổi sáng đẹp quá. Mọi người có thể chở rất là nhiều loại trái cây lấy từ ở trên đây để mà lên trên chợ đất liền ở Long Xuyên để bán lại cho các tiểu thương. Chợ nổi này
thì nó không lớn lắm so với chợ nổi Cái Răng của Cần Thơ, tại vì ở đây toàn là bán đồ sỉ thôi. Có cô bên đây bán gì nè? Cô ơi, cô đậu bên đây cho con. Ủa, không phải. Ờ, con tưởng là cô đó bán cơm chứ. Bán chứ. Dạ. Tưởng đâu cô đó bán cơm nhà, cô đó bán dưa hấu. Chào cô. Ở đó là ghe dừa. Cô bác quý anh chị có về Việt Nam hay là những người ở Việt Nam ở những cái tỉnh khác thì có về thì nhớ ghé chợ nổi Long Xuyên đi thử một lần. Nguyên một cái chiếc đò lớn bằng cha như thế mà nó chỉ có 200.000 đồng, cho hơn cả hơn 10 người đi thì mỗi người chỉ có 20.000 đồng cả đi và về. Chào chị, bán chuối. Còn chiếc ghe này nó không có liên quan gì đến chợ nổi, tại vì nó ngồi nó nằm ở đó thôi. Miền Tây là như vậy đó. Ngoài miền Tây ra thì ở nước Việt Nam mình không có chỗ nào hoạt động chợ nổi giống vậy đâu. Chợ nổi Việt Nam thì ở miền Tây mình còn rất ít, hoạt động rất là ít. Như là hiện nay thì chợ nổi rất là nổi tiếng ở khu vực đồng bằng Cửu Long, đó là chợ nổi Cái Răng, chợ nổi Ngã Năm ở Hậu Giang. Và hôm nay lần đầu tiên mà mình biết được cái chợ nổi này ở thành phố Long Xuyên. Mình mới lướt qua lúc nãy thì là chỉ là ở mé trên thôi, còn ở dưới đó còn có một chòm ghe dưới đó kìa, thấy không? Cái một chòm ghe đó là nhìn đẹp lắm. Ở đây mọi người ngủ ở trên ghe nè. Ghe này là ghe lấy cát, người ta ăn ngủ ở trên này luôn. Có một cái chiếc xuồng nhỏ nhỏ để người ta đi vô, mỗi vô đất liền ấy, người ta mua đồ ăn. Nhưng mà ở đây thì có chợ nổi nên người ta có thể là mua ở đây luôn. Sau một thời gian chạy thêm một đoạn nữa thì cũng đã tới chợ nổi cái Long Xuyên nữa cô bác quý anh chị. Ở đây là một cái khu phức tạp nữa trong cái chợ nổi. Nói phức tạp vậy thôi, tại vì ghe xuồng nó đông nhiều quá. Đẹp lắm luôn đúng không? Ở đây nữ lái tàu lái ghe rất là kìa. Đó, cô đó bán gì kìa? Cô đó bán gì cô? Cô đó bán gì vậy? Chào anh. Ở đằng đó thì bán cà phê hay sao đó. Ở đằng này cô này bán gì? Dạ. Bún cua. Ở trên ghe sao ta nổi lên như thế rồi sao bán rồi nó dao động rồi nó. Ở đây có cơm nữa hả cô? Dạ qua cơm trước đi. Lát nữa con. Cô ghé vô chỗ này con nghe. Đây nè cô. Ở đây là cái gì bên đó kìa, cô bên đó. Dạ. Cà phê. À lại ăn cơm trước đi. Ở đằng này thì cái hai chị đó hai ghe. Một người thì bán cà phê, người thì bán bún cua. Có nghĩa là bún riêu cua á. Ôi yeah. Đẹp thiệt luôn á. Ở miền Tây thôi nhưng mà cảm thấy rất là đẹp. Chào chú. Kìa, một cái chiếc ghe nhỏ nhỏ lên trên trên đó. Dạ, ở đó bán bún cá. Này mà đi mà phải cái bụng mà đói thì đói, ăn hết lên trên đây luôn. Hôm qua mà buổi chiều á thì không có ăn cơm. Đi ăn lặt vặt khơi khơi rồi thành thử ra sáng nay muốn ăn cơm một miếng để quay cho cô bác quý anh chị xem luôn. Lại đằng cái đó. Đây hả cô? Dạ. Người ta bán rất là vui luôn. Ở đây thì không có cấm bẹo giống như là chợ nổi của Cái Răng Cần Thơ, mà người ta bán ở đây cô bác quý anh chị bán, người ta tự biết với nhau thôi, tại vì quá quen khách hàng rồi. Hồ hởi quá. Con chào cô. Cô bán cơm hả? Ôi làm sao đâu gặp cô được.
con qua đây được không? Hả? Con qua cô được không? Qua sao được? Qua không được hả? Một dĩa bao nhiêu tiền cô? 20 ngàn. Cô bán cho con một vỉa dĩa với 20 ngàn gồm có thịt với lại thịt với lại hộp bịch kho với lại mì luôn hả con? Qua đây quay cô mới được, hấp dẫn quá. Ồ, ở trên này mà có súp luôn. Có luôn, đầy đủ. Đó, cái loại súp của cô nè, thấy không? Cô bán cho con ít cơm thôi, con chừa bụng ăn đằng kia với. Thôi thôi. Ăn đằng kia nữa. Dạ. Cô bán ở đây được bao nhiêu năm rồi cô? 20 mấy năm rồi. Ở trên sông này không? Ở trên sông không. Dạ. Mỗi làm... hai cái con này đuổi xuống nhiêu năm là tao bán nhiêu năm đó. Làm sao đã quay được cái gương mặt xinh đẹp của cô? Đẹp lắm hả? Nó đen rùi rùi luôn rồi. Cô bán từ mấy giờ đến mấy giờ? Giờ 6 giờ tới 8 giờ. 6 giờ sáng cho đến 8 giờ sáng. Đây. Ô. Oh. Một dĩa cơm 20 ngàn. Cô là cô gì con quên rồi? Cô Mai. Nè. Cô Mai. Cá trang hồ luôn hả? 20 ngàn nhưng mà ngon lắm cô bác anh chị. Tại Bùi Hồ đang ăn không có quay được. Gồm có thịt nè, trứng nè, dưa chua nè, súp nè, nước mắm. Hương vị vừa ăn rất là ngon. Không phải là đến đây để mà Bùi Hồ khen, nhưng mà thật sự là như vậy. Một dĩa cơm 20 ngàn rất là ngon ở miền Tây mình. Thôi Bùi Hồ ăn tiếp đây.